Các bước để trở thành tân sinh viên trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam. Bước 1. Liên hệ và để lại thông tin cá nhân qua các kênh sau. 1. Hotline 0976776622. 2. Trang web truongdoanhnhanceovietnam.edu.vn. 3. Fanpage Trường Doanh Nhân CEO Việt Nam. 4. Đến trực tiếp trụ sở chính tại tòa nhà CEO Việt Nam Holding, số 62/4 Khúc Thừa Dụ, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. Bước 2. Được tư vấn từ các thầy cô tại Trường Doanh Nhân và nhận bài thi online kiểm tra tố chất nghề nghiệp. Bước 3. Được gửi bài thi online lý thuyết tại nhà. Bước 4. Khi hoàn thành bài thi online lý thuyết với số điểm đạt yêu cầu, thí sinh sẽ được phỏng vấn trực tiếp cùng hội đồng các chuyên gia là các chủ doanh nghiệp đang quản lý doanh nghiệp nhằm phát hiện tố chất nghề nghiệp và tư duy của từng thí sinh. Trong khi phỏng vấn cùng hội đồng chuyên gia là các doanh nghiệp, phụ huynh và thí sinh có thể đặt câu hỏi, những thắc mắc để hội đồng giám khảo giải đáp, trao đổi mong muốn của phụ huynh, thí sinh khi được đào tạo, huấn luyện tại Trường Doanh Nhân. Bước 5, sau khi hoàn thành bài thi phỏng vấn, thí sinh nhận ngay kết quả. Đạt đủ số điểm theo quy định, thí sinh sẽ tiến hành ký hợp đồng đào tạo. Hợp đồng chỉ được ký khi có mặt của thí sinh và người bảo trợ của thí sinh. Những thí sinh trúng tuyển sẽ được nhập học ngay sau kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia kết thúc. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi hội tụ những học viên khát vọng, những doanh nhân thành công để cộng hưởng thành công.